hàng tỷ năm nay, mặt trời đã không hút trái đất lại gần. Nó theo một cái quy luật cố định bởi trọng trường gì đó của Einstein. Nhưng mà có một thứ, nó có thể có cái gì hút mặt trời hay không, và có cái gì hút cả trái đất, cả cái hệ mặt trời hay không? Có. Đó chính là lỗ đen. Bạn hiểu không? Đó chính là lỗ đen. Lỗ đen nó sẽ hút, nó sẽ hút mặt trời và cả cái hệ mặt trời này lại gần nó. Và khi nó hút lại gần nó thì nó sẽ nuốt chửng. Và nuốt chửng thì chúng ta sẽ tan biến mất. Vậy thì lỗ đen là cái gì? Lỗ đen là một cái hành tinh. Ban đầu nó là một cái hành tinh khủng khiếp nhất. Có nghĩa là khủng khiếp là ở đây nó có cái khối lượng lớn hơn mặt trời hàng triệu lần, và lớn hơn trái đất hàng tỷ lần. Cái hành tinh đó, đó là một ngôi sao. Ngôi sao đó theo thời gian nó bị cạn năng lượng mà nào. Nó cạn năng lượng và nó bị chết. Nó bị sụp đổ. Nó không chống lại được lực hút của chính nó. Và khi nó bị sụp đổ, nó biến thành ngôi sao chết. Và nó sinh ra một cái lực hút cực kỳ mạnh. Bạn thấy không? Lực hút cực kỳ mạnh. Bạn tưởng tượng xem, ở trái đất chúng ta đây, chúng ta đang đứng ở đây, nó đang có một cái lực hút rất là mạnh rồi này. Nhưng mà còn có một loại lực hút siêu khủng hơn nữa, là mạnh không thể tưởng. Mà lực hút mạnh không thể tưởng thì bạn thử nghĩ xem, nếu mà mạnh hơn không thể tưởng thì như thế nào? Có nghĩa là nếu như mà chúng ta mà đi đến cái lỗ đen đó, nó sẽ làm chúng ta như thế nào? Vì nó hút quá mạnh. Nó hút bình thường thì chúng ta sẽ bay vào lỗ đen. Nhưng mà đây nó hút cho không kịp bay nữa. Không bay nổi nữa. Mà nó hút cho chúng ta từ một con người này mà dài ngoằng như một sợi dây luôn. Nó hút quá mạnh. Nó bẻ cong không gian, bẻ cong thời gian. Bây giờ nó hút chúng ta thành lực hút mà không kịp bay nữa. Mà bị hút quá mạnh thành con người ta đang một hình người như thế này, dài ngoằng như một sợi dây này, để kéo về về phía nó, và cuối cùng là chui vào trung tâm của nó và biến mất. Thì ở đây cái lỗ đen này nó quá lớn, cho nên nó bẻ luôn cả không gian, nó bẻ luôn cả thời gian, và nó bẻ cong luôn cả ánh sáng. Chính vì nó bẻ cong không gian, bẻ cong thời gian, bẻ cong ánh sáng, cho nên ánh sáng không thoát ra ngoài được.